Xin chào các bạn đã đến với khóa học piano cơ bản. Ngày hôm nay mình sẽ đưa đến cho các bạn một bài học mới, đó là bài học về móc đơn với bài thực hành số 4. Ở bài thực hành số 4 này, chúng ta vẫn có nhịp C là nhịp 4-4. Nốt bắt đầu ở tay phải sẽ không phải là nốt đô mà là nốt mi. Nốt bắt đầu ở tay trái sẽ là nốt đô. Tiết tấu của bài này chủ yếu sẽ chỉ có một nốt trắng này, còn lại là toàn móc đơn và nốt đen. Lưu ý, móc đơn chúng ta sẽ phải đánh nhanh gấp đôi nốt đen chỉ với một nhịp đập. Nốt đen đánh một, còn nốt đơn phải đánh hai. Ví dụ chúng ta sẽ vào phần tay phải trước. Tay phải sẽ bắt đầu bằng nốt mi ở ngón 3. Mi, mi, đồ, mi, pha. Rồi, các bạn có thể nhìn thấy ngay ô đầu tiên có sự xuất hiện của móc đơn. Vậy thì như nhịp đập của chúng ta là 1, 2, 3, 4. Mỗi một cái đập chỉ có một nốt đen thì một cái đập cùng một cái đập này chúng ta sẽ có hai nốt đơn, tức là mi, mi, đô, mi, fa. Bây giờ mình sẽ làm cả phần tay phải của cả bài này chậm. Mi, mi, đô, mi, fa, mi, mi, đô, mi, fa, re, re, đô, re, mi, đô, re, mi, nghỉ. Mi, mi, đô, mi, fa, mi, mi, đô, mi, fa, re, re, đô, re, fa, mi, fa, re, mi, đô, nghỉ. Một chú ý khi các bạn tập tay phải đó là ở ô thứ tư chúng ta sẽ xuất hiện một cái dấu lặng đen. Và như đã nói trong bài nhạc lý cơ bản thì dấu lặng đen có giá trị bằng một phách. Tiếp đến đó là ở ô cuối cùng của bài ta thấy có bốn móc đơn liên tiếp. Vì thế nên bốn móc đơn này chúng ta sẽ phải đánh liên tục nhanh, sau đó đến một nốt trắng thì chúng ta sẽ nghỉ ra một phách. Bây giờ chúng ta sẽ làm lại tay phải tốc độ nhanh hơn. Nghỉ. Liên tục. Nghỉ. Đó là phần tay phải. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với tay trái. Nhìn vào hai ô đầu tiên của tay trái, chúng ta thấy rất đơn giản, sẽ chỉ có nốt đồ, son, các nốt đen liên tục, mỗi nốt một phách. Đến ô thứ ba có sự thay đổi, si, son, fa, son. Ô thứ tư có bốn móc đơn liên tiếp. Vậy chúng ta phải nhanh chóng đánh các móc đơn này gấp đôi nốt đen. Bây giờ chúng ta sẽ thử tay trái một lần chậm. Đồ son, đồ son, đồ son, đồ son, si son, fa son, mi son, đồ son, mi re, đồ son, đồ son, đồ son, đồ son, si son, fa son, đồ son, đồ nghỉ. Tay trái chúng ta chú ý ngón tay ở chỗ bốn nốt móc đơn. Ngón tay sẽ là 5, 1, 3, 4 với những nốt đồ son mi re như thế này. Với nốt đen chúng ta đánh chậm mi son thì ngay sau đó đến bốn móc đơn. Ta phải đẩy nhanh tốc độ lên để không bị chậm nhịp. Một số bạn rất bị thụ động khi đánh nốt móc đơn, đó là các bạn vừa nhìn nốt và các bạn vừa nhìn tiết tấu cho nên các bạn sẽ loạn nhịp, ví dụ kiểu như là thế này. Mi son, đồ son, mi re. Đó, khi các bạn không chủ động được cái nhịp, cái móc đơn của mình thì các bạn đánh được một nốt móc đơn rồi, ba nốt còn lại các bạn sẽ cuống cuồng các bạn đánh để cho nó đúng nhịp để vào ô tiếp theo. Đó là một lỗi mà các bạn cần phải khắc phục. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm lại tay trái một lần với tốc độ nhanh hơn. Bài. Sau khi chúng ta đã thành thục hai tay riêng, chúng ta sẽ bắt đầu vào bước ghép. Đầu tiên chúng ta sẽ ghép thật chậm. Nhớ rằng móc đơn phải đánh nhanh
Ở ngay ô đầu tiên chúng ta thấy nốt thứ hai ở tay trái là nốt đen, trong khi tay phải là hai móc đơn. Vì vậy cùng một nốt đen ở tay trái chúng ta phải đánh hai nốt ở tay phải. Nhớ phải đánh nhanh và đánh đúng nhịp, không được để chậm. Đó là toàn bộ hai tay của bài này. Bây giờ các bạn sẽ tập với tốc độ nhanh hơn. Rồi, đó là bài thực hành số 4. Bài thực hành này có tiết tấu nốt đơn mang tính chất là vui tươi, cho nên các bạn phải cố gắng làm thế nào nhớ được tiết tấu trong đầu và đến nốt đơn các bạn phải nhanh chóng đánh nhanh gấp đôi nốt đen. Khi đó tiết tấu các bạn sẽ được vững chắc trong cả bài. Đó là toàn bộ những kỹ năng và kiến thức trong bài thực hành số 4. Chúc các bạn chăm chỉ luyện tập và hẹn gặp lại các bạn trong những bài tập tiếp theo.